thấy một đời. Chú bây giờ cũng đang đang đợi xác con về đó. Cái tiền một triệu đồng. Rất là mong khi mà anh em đăng tải lên đó, em được và thương giúp đỡ cho gia đình của tôi. Trong vòng có một thời gian ngắn thôi, mất hai người con, không có nỗi đau của bạn. Vậy tối mới mất đây thì chưa có cái gì, mỗi đêm còn phải khóc nhớ hả cô? Dạ, còn nhớ. Dạ. Giờ nào nhớ nó khóc. Hồi nãy mình có nghe là lúc mà ra viện có tống tiền không? 27 tuổi xe về 4 triệu hết nha. Xếp 4 triệu, 4 triệu. Rồi chú nãy chú có biết cũng chưa hỏi rõ nữa. Đúng rồi, chưa hỏi rõ nữa. Đưa về tốn tiền nhiều không chú? Có tốn tiền không? Đường xe đó hả? Nhận xác ảnh về. Nhận xác ở trong bệnh viện á. Nghe nói 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Dạ. Là tiền xe luôn á hả? Ừ, tiền xe. Vậy là chắc xe trong đó chở luôn quá. Dạ, xe bên bệnh viện luôn vậy. Thôi vậy cũng bệnh viện 512 dạ, mua hồng 9 triệu hổm 9 triệu đó, hổm đó. Hồng 9 triệu 9 triệu là người ta mình bao hết đám luôn. Ừ, là người ta bao luôn. Còn 9 triệu đó có loại gã nữa đó. Dạ, còn đâu có cái loại mắt nữa. Dạ. Ừ, mua loại gã. Ừ, mua loại gã mình không khó, mua loại gã gã nhất á. Dạ. Dạ, gã nhất là 9 triệu thì đi xong mình gã cho người ta. Dạ, dạ. Dạ, nào bằng cả người coi mình trả. Dạ, cố gắng lên nha cô chú. Dạ. Cảnh này ở nhà ở xa bây giờ phải đưa vô bằng xuồng, bằng đồ đường xa cây số. Xin là tới nhà xin nữa đi vô được luôn. Này không có mấy cái chiếc ghe này là không biết, không biết đi vô đường nào luôn. Ờ, quá trời luôn. Mình không chạy mua gạo. Mình nói hay rồi, cô đi chợ này kia sao? Dạ. Nhắc giả ha. Nhắc giả. Đi chợ mua đồ này kia. Đi chợ mua đồ có xe ôm ba chỗ mà cái đường lỗ đó. Dạ. Kinh xăng này nè. Dạ. Rồi mình lội ra. Rồi không thôi mình đi bộ, không có xe mà đi bộ lội tới lỗ này nè. Đi bộ lội bộ. Chủ nói mỗi lần mà đi chợ mua đồ ăn thôi đã vất vả rồi. Đúng rồi. Dạ. Cuộc sống ở trong đó này mình ở trong đó lâu hay là mình mới ở chú? Dạ, ở trong đó nó cũng vắng quá. Lâu rồi, cấp lâu. Lâu lâu hả? Dạ. Trong đó nó hơi vắng chị. Vắng hơi vắng quá chỗ đó. Ờ. Cắt lúa đồ đó. Ừ. Hai ba đứa đi, giờ dịch cho ta. Dạ. Đi ba thê ba gì cắt. Rồi tôi đi cắt lúa cho bà. Ba cũng mướn. Ba thê núi sập hồi đó con có đi cắt ở đó rồi. Xiên đồ đó. Kinh C, kinh B đồ đó. Hồi đó con có đi làm ở đó mà. Ô môn Bình Thủy nè, mấy chỗ đó có đi không? Bao nhiêu tuổi rồi, cô nhiêu tuổi? Tuổi 37. Bà hơn lớn tôi, 37. Được. Chú nhiêu? Sau sao sao? Có 5 sao. 5 sao. 5 sao 17 tuổi. Dạ. Cô là 67 tuổi. Dạ. Nhóm 20 muỗi. Dạ. Vậy nó học chứ vẫn đấy. Dạ. Mình đợi ha, chú ngồi nghỉ rồi đợi nha. Dạ. Đợi chút. Dạ, dạ. Dạ. Chứ chắc một chút xíu nữa. Hồi nãy là la Sóc Trăng rồi tới đâu rồi? Rồi lại nó lại vô Sóc Trăng khoảng 20 phút nữa. Dạ, 20 phút. Chạy ghe lại nó tới Sóc Trăng rồi. Sau tôi điểm nó tới Sóc Trăng rồi. Tới Sóc Trăng. Ờ, tới Sóc Trăng là địa phận Sóc Trăng là lẻ nha. Lẻ đi lẻ lắm á. Dạ. Con đi ra ngoài cô chú. Rồi bây giờ mình lên đây mình đón nghe cả nhà. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây xe thì cũng chuẩn bị tới anh chị. Anh em mình đang cố gắng đợi nè để tiếp chia sẻ giúp cho gia đình chị, quá trời tội nghiệp luôn đó nhà ơi. À, giờ mình đang đón nè. Ồ, quá trời đông luôn. Quá trời đông luôn ha. Đó, quá trời đông luôn đó nhà. Tới rồi kìa, xe bồn. Dạ, tới Sóc Trăng này nó gần tới rồi. Mà xe đó nó chạy lẹ lắm. Thì mà cũng gần tới. Là đông nữa, đông nó sớm nhiệt tình để đón anh nè cả nhà. À, tới rồi, ở tàu lấy ra tới rồi, đến sai bên mũi trời má là cởi má hộ cành cá chúa có sao đấy.
Đây anh em đang nghe cầu, nghe cầu luôn đó nha. Đây là cầu tắc bớm nè, cầu tắc bớm anh chị. Chút xíu là mình sẽ đi trên cái con sông này nè anh chị, đi về phía bên trong nè. À. Nè. Đó, đi vô dưới phía bên trong anh chị ơi. Đó. Quá trời xe luôn ở đây. Rồi trong này trong quán nè anh chị ơi, cũng rất là đông nè, đang đợi nè. Ồ, quá xá luôn hả. Nữa. Rồi xe tới rồi cả nhà ơi. Đó. Ơi ở chỗ nữa, đi làm cho một ta bà nhánh á. Đây. 46 tuổi nha. Em Liêm. 46 tuổi. Em Liêm anh chị ơi. Trời ơi, xe tới rồi cả nhà. Quá trời tội nghiệp luôn nè. Ôi ôi. Đó. Bắt đầu di chuyển, anh em di chuyển xuống anh chị. Đó. Đó thấy không? Ừ. Chỗ này là cái dốc xuống nó rất là cao rồi cả nhà. Ừ. Từ chỗ mà Bình Dương anh chị. Đó. Đó. Quá trời tội nghiệp, xót thương cho gia đình luôn cả nhà. Tới rồi ha. Rồi cô khóc nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Rồi bình tĩnh coi, bình tĩnh coi. Con bò ta phải tục tục mãi với nhau con bò. Đau cho mình thật thật. Thằng quay thi thể được nghe chị em. Con bò phải không? Chị em chuẩn bị cảm ơn một chút xíu rồi anh chị em ơi. Kìa. Con nói ta mẹ con mình sẽ làm gì mấy người xuống trước đi, xuống ở dưới kìa, mấy người đâu xuống đi, thầy vô xuống, xuống 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 kìa, xuống xuống sau nữa, xuống sau đi nha, cho bà này xuống sau đi. Con mẹ thôi giờ là đây là người là mẹ anh chị ơi, quá xót xa cả nhà. Đây trả tiền xe luôn anh chị ơi. Tới từ từ từ. Xe vậy? Ờ, xe. Ví đi theo ghe mà. Có gửi xe chưa? Bây giờ em Liêm sẽ về anh chị ơi. Quá trời xót xa luôn cả nhà. Yeah.
giờ xe cấp cứu về anh chị ơi. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về bên trong anh chị nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha cả nhà. Giữ gì? Nó nói cho mày à? Con đó anh sợ không? Chạy ra chứ sao. Đây anh em vừa đến đem xác tới nhà là em hay là không ai không cho quay? Em á. Em hả? Ừ. Chờ. Mình anh em ở đây anh em quay giúp đỡ không anh chị? Chờ hôm nay thì anh em đến cũng chia sẻ cái hoàn cảnh em Liên thì cái duyên thì đến đây cũng đã hết kết thúc rồi cả nhà. Thì cuối cùng thì cái sự việc của gia đình thì cũng để lại cho gia đình tổ chức tang lễ, thì Cường cùng các nhóm anh em thì cũng xin kết thúc video. Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc nha.